Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì thường khi các bạn thấy mình làm bánh sinh con đó, mỗi lần mà người ta có cái đót ha, người ta đóng cái cây để mà đóng đót các bạn, để mà thay cái đót các bạn. Đó thì thường thường mình làm bánh sinh con, các bạn thấy mình làm là thường thường lấy cái đũa đó là mắc tiêu cái cây đóng đót ha, cái đóng đót thì lạc mắt hoài. Thì hôm nay mình đi chia sẻ bạn cách để mà làm cây đóng đót ha. Thì làm cái đóng đót thì bạn cần phải có một cái cây mà nó cây sắt hay không, đặc biệt là không phải cái súp được ha, nhưng mà nó nhỏ nhỏ gì cũng được nó, nhưng mà nó phải bằng thép nha, nó cứng đó. Thì mình để mình đóng nó không bị cong, không bị dẹo ha, nó có sức đóng hơn ha. Thì mình thì sửa xe cho nên có cây súp bắp này rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mà làm cây đóng đót ha, cây đóng đót bằng cây súp bắp ha. Thì trước tiên muốn làm thì mình có cây súp bắp các bạn, rồi ha, mình tiến hành mình mài. Thì mình mài mình canh sao cho nó vừa cái đót nữa các bạn. Đây mình lấy cái đót các bạn xem. Thì các bạn, đây là cái đót mình săn ha. Đó thì cái đót nó gì nè, đó mình dùng cái sắt mà mình đóng gì nữa bạn, mình nếu mà mình dùng cái cây mình đóng thẳng gì nè ha, này nó sẽ dập ha, nó sẽ dập cái đót mà nó hư cái đót. Thì cái lỗ này nè, lỗ này nó bị lệch hoặc là thay đổi cái lỗ ha. Thì mình gắn vô cái lan xăng ha, mình cần phải có cây đóng đót bạn, mà nó không đóng đót nhưng mà nó không hư cái đót mình ha. Thì các bạn chế này đơn giản nữa ha, thì mình chỉ cần có cục đá mài nè, thì mình sẽ canh sao cho nó vừa cái đót mình á, mình sẽ mài cái cây này các bạn. Đó, mình mài cái cây này, đừng cho nó dài quá, nếu nó dài quá thì mình mài nó cực thôi, chứ không gì chứ nó muốn mài dài cũng không sao, nhưng mà mài dài nó cực thôi, mình canh cho nó vừa cái đót mình á. Cái đót mình ví dụ như nó có nhiêu đây thì mình canh mài này nè. Là ok ha, rồi mình tiến hành mài các bạn. Thì các bạn sau khi mài một thời gian thì cái cây đót này, cái cây chỗ này nó nhỏ lên các bạn, nó nhỏ lại thì mình sẽ dùng cái đá cắt nè. Ở đây nè các bạn, mình có miếng đá cắt nè các bạn thấy không, miếng đá cắt này gắn ở đây nè, đó miếng đá cắt á, cái miếng đá cắt đó là để mình mài cái rãnh này nè các bạn, mình mài cái rãnh này ha, đó mình mài cái rãnh này nè, mình mài theo đường rãnh này nè, làm sao cho nó đều cái chân ha, làm sao nó đều, đừng cho nó có cái lợi các bạn, đừng cho cái lợi để mà mình đóng cái đót cho nó không hư ha. Thì mình tiến hành mình sẽ gà đây nè các bạn, nó mình gà đây, gà một cách này nè. Đó, mình đưa đây nè, mình gà từ từ vô. Các bạn sau khi mà gà rồi ha, mình sẽ thành cái cây đóng đót các bạn, thấy không? Cái này mình thử đót cho bạn xem nè. Đó, mình đưa vô gì nè. Thì mình đóng không tài nào nó hư cái đót mà nó chân các bạn. Đó, mình đóng nó thoải mái, mình không sợ dập cái đót và không sợ hư cái đót nha. Đó, các bạn phải mài làm sao mà nó cho nó có cái lợi, cái lợi đây nè, mình hướng càng cách mài thấy không? Chứ đừng có để u nghe, nó u mài mà sao mà nó u liền như vậy là mình đóng dễ hư đót nha. Mình mài làm sao mà nó phải như vậy nè, bạn thấy đưa vô là nó không có ảnh hưởng tới cái đót mình đưa vô nó sát gì nữa, bạn thấy không? Là hai cái này nó khích dịch nhau nè. Thì mình đóng cái đót kìa, nó không bị dập cái đót nha. Sau đây mình đóng cái đót cho bạn xem. Rồi các bạn, mình tiến hành mà đút vô mình đóng cái đót cho bạn xem nè. Đó nè, thì các bạn mình đóng đót vô mình thấy nè ha, mình thấy đố mình săn cái này là mình săn 110 các bạn, mình săn 100 thì cũng sao không, thì chắc là dự tế các bạn, nhỏ mình săn 110 á thì nó bị dướng này nè, thì nó cái này của mình bự nè phải không, thì mình sẽ dùng đó mài, mình sẽ liếc cái này bạn cho nó lọt cái đó ha, mình đóng nó xuống được sâu ha. Thì mình lấy đó mài mình mài vòng này nè, gồm tiến hành mình mài các bạn. Còn các bạn sau khi mình đã mài nhỏ cái mặt này ha, thì lúc này nó sẽ lọt nè các bạn thấy không, nó lọt này ha, thì mình tiến hành mình đóng là ok luôn nha các bạn. Đó, mình đưa xuống này mình đóng. Đó. Mình gõ nhẹ cái nó ra luôn nè các bạn. Đó thấy không? Thì nó ra cái đót này ha. Là ok ha, này cái này nè các bạn thấy không? Mình đóng không ảnh hưởng hư cái đót các bạn thấy không? Đó, vậy là ok ha. Rồi, cái cách chế cái đót đóng là cực kỳ đơn giản luôn, mình dùng cái cây súp bắp mình tự ở nhà mình có là mình làm luôn các bạn. Đó, không cần phải mua làm gì tốn tiền ha. Và mình là Trần Bạn Giang ha. Video của mình đây là kết thúc. Các bạn xem video của mình thấy ok nhớ cho mình một like và đăng ký kênh Hồn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.